Nam Mô Bụt Tha nhé. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tham Má trên mạng Internet qua Pow Talk, Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con Nguyên Xuân thành kính đánh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ hai Hôm nay thứ ba, ngày 2 tháng 8 năm 2022, Phật lịch 2566. Bài học hôm nay môn học kinh tương ưng Sanjutta Nikaya chương 7. Tương ưng Bà La Môn phẩm cư sĩ, bài 10, kinh Phi Khá Cá Xuất Tăng, chiếc áo không làm nên thầy tu, do Tỳ Kheo Giác Tạng chuyển dịch và biên soạn giáo trình, sẽ do Hòa Thượng Giác Đẳng giảng giải. Để mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ là Tam Bảo. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha nhé. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiền thệ, thế gian giải. Vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tạp, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính trường Thượng Tọa Minh Hạnh đã đọc kinh Như Lai Tam Bảo. Cho bạch ngài từ giấc đẳng, hôm nay sư phụ con đi dạy ở xa cho nên sức khỏe không được tốt, kính cung thỉnh ngài có lời mở đầu cho buổi học ngày hôm nay. Xin kính thỉnh ngài Hòa Thượng giấc đẳng. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, kính đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta có một bài kinh mà qua đó một vị Bà La Môn đã hỏi Đức Phật là Đức Phật sống bằng hạnh khất thực, thì vị này cũng sống bằng hạnh khất thực, vậy thì giữa vị đó với ngài khác biệt nhau điều gì? Thật ra một câu hỏi rất là phiến diện, một câu hỏi rất là tầm thường, nhưng mà qua đó Đức Phật ngài đã có những lời giảng giải sâu rộng về cuộc tu và cứu cánh cuộc tu, những điều mà rất là lợi lạc cho chúng ta để biết đến. Bây giờ mời quý Phật tử lắng nghe phần chánh kinh, và sau đó thì chúng tôi sẽ trở lại với bài học ngày hôm nay, bởi vì điện khuyết cho Thượng Tọa Tự Quyền. Hôm nay Thượng Tọa Tự Quyền bận, do đó chúng tôi sẽ điện khuyết. Xin mời quý vị đọc cho phần chánh kinh. Nam Mô Bụt Tha nhé. Và chúng con kính tri ân Hòa Thượng Giác Đẳng đã dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con xin đọc chánh kinh. Chiếc áo không nên làm thầy tu, kinh Phích Khát Cá, chương 7, tương ưng Bà La Môn, phẩm cư sĩ. Khất thực
Độ nhật là hình thức rất quen thuộc đối với giới tu sĩ trong nền văn hóa Ấn. Đức Phật và những đệ tử xuất gia không sống bằng những nghề nghiệp như người cư sĩ mà cũng trì bình khất thực. Một bà la môn cũng sống bằng cách khất thực và nghĩ rằng như vậy là đời sống cao quý. Đức Phật dạy rõ, nếu chỉ khất thực thì không có gì cao quý, mà quan trọng là từ sự nuôi mạng khác hơn người thế tục. Một tỳ khưu sống phạm hạnh để vượt lên trên mọi vui khổ, phước tội của cuộc trầm luân, trầm lâm, trầm và đạt đến chỗ giải thoát, giác ngộ đích thực, thì vị đó mới thật sự là một khất sĩ hay tỳ khưu. Kinh văn tại Sawatthi. Một bà la môn khất sĩ Phikkhakko đi đến Đức Thế Tôn, sau khi hỏi thăm thân thiện, ngồi xuống một bên và nói với Đức Thế Tôn: Thưa tôn giả Gotama, tôi là một khất sĩ, ngài cũng là một khất sĩ, vậy giữa chúng ta có gì khác biệt? Đức Thế Tôn: Không phải chỉ khất thực mà trở thành khất sĩ, ai còn vương tục sự chưa thể gọi khất sĩ. Một người thực hành phạm hạnh, bỏ cả phước và tội, hành trình với trí giác, vị ấy là tỳ khưu. Khi được nghe vậy, bà la môn Phikkhakka bạch Đức Thế Tôn: Thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật vi diệu thay tôn giả Gotama, diệu pháp được tôn giả Gotama hiển bày như người dẫn đứng những gì bị ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, hay đem đèn sáng vào chỗ tâm tối để những ai có mắt thấy được. Con xin nương tựa Đức Thế Tôn Gotama, xin nương tựa pháp, xin nương tựa tỳ khưu tăng. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Thích nghĩa: chữ Phikkhakko nghĩa đen, có nghĩa là người sống bằng thực phẩm bố thí. Thuật ngữ Phikkhu, tỳ khưu, đến từ chữ đó, nhưng hàm nghĩa một người từ bỏ gia đình, không mưu sinh bằng nghề nghiệp mà sống bằng chánh mạng khất thực. Cụm từ quý sanh tham mang samadaya là các tục sự. Theo sớ giải là những pháp bất thiện, thấp hèn. Cụm từ này rất thông dụng trong Sanskrit, được viết Westman tham mang chỉ cho những điều tầm thường bất xứng với phạm hạnh cao quý. Do Từ Khiêu Giác Đặng dịch và biên soạn giáo trình. Trước khi bước vào thời thuyết giảng hôm nay, chúng con kính mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh nghe kệ thịnh pháp sư. Hàng thiện tín mãi mê trầm cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc, sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen, phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tín thành, ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Giờ đây đạo tràng chúng con đã trang nghiêm lắng tâm thanh tịnh, chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Giác Đặng thuyết giảng bài học ngày hôm nay, con kính cung thỉnh ngài.
Dạ, xin hậu khi Phật tử có nghe được chúng tôi nói không vậy? Dạ vâng. Dạ. Thưa quý vị, một cái truyền thống mà có thể nói là một cái sắc thái đặc biệt của nền văn hóa Ấn Độ ảnh hưởng đến rất là nhiều các quốc gia lân cận. Mà nói rõ hơn là các quốc gia Phật giáo, điều này rất ít khi tìm thấy ở những nền văn hóa khác hay tôn giáo khác. Đó là truyền thống nuôi bạn bằng cách đi khất thực. Như chúng ta biết là trong đời sống của một vị tu sĩ đúng nghĩa là không có cạnh tranh, không có vì cái sự nuôi bạn mưu sinh mà tổn hại đến chúng sinh khác. Ở trong đời này làm nghề gì tí nữa thì nó đều có cái tính cách là cạnh tranh. Nếu mình muốn tồn tại thì mình phải cạnh tranh, mà mình không có khả năng cạnh tranh thì mình không thể tồn tại được. Nên khi một người xuất gia đúng nghĩa trong Phật pháp là một người không còn nuôi bạn bằng những cái nghề nghiệp giống như người cư sĩ, và kể cả một số những cái nghề tay trái mà phổ biến ngày nay của các vị tu sĩ, thí dụ như coi phong thủy, coi bói hay là cúng kiến. Ở trong Trung Bộ, Đức Phật Ngài có nhấn mạnh rằng một người sống bằng nghề nông thì đó là nông phu, chứ không phải là thầy tu. Người sống bằng nghề buôn bán đó là thương gia, chứ không phải là một vị tu sĩ. Một người sống bằng cách lượm củi chẳng hạn thì người đó là tiều phu, chứ không phải là một sa môn đúng nghĩa. Người sống sa môn đúng nghĩa là vị này sống bằng cái sống sự phát tâm cung ứng cái nhu cầu về tứ sự, đặc biệt là thức ăn, từ những người cư sĩ. Đây là cách mà Đức Phật gọi là khất thực hay trì bình, gọi là hóa duyên. Một hình thức mà ngày nay các quốc gia Phật giáo Nam Tông vẫn còn duy trì, đó là mỗi buổi sáng thì chư tăng với chiếc bình bát trên tay đi vào trong làng ở trong sông để khất thực. Khi đi thì không có xin mà chỉ có trang nghiêm, chậm rãi, chánh niệm và trong yên lặng. Và những người có tâm thì đặt vào trong đó như thức ăn, bất cứ thức ăn gì mà ăn được, thí dụ như là một quả cam, một bát cơm hay thức ăn nào đó đặt vào trong bình bát của chư tăng. Và với những thực phẩm này, chư tăng nuôi mạng sống qua ngày để tu tập. Hình thức khất thực này ngày trước thì không có phổ biến ở trong Phật giáo tại Việt Nam, từ Bắc tới miền Trung. Riêng chỉ miền Nam là có những người Campuchia và chúng ta gọi Khmer Krom, họ sống ở đồng bằng sông Cửu Long như Vĩnh Bình, ở Sóc Trăng, Cà Mau v.v. thì những người này vẫn còn, bởi vì theo truyền thống Nam Tông là chư tăng
họ được khất thực và họ cúng dường trong bình bát. Thưa quý vị, vào tiền bán thế kỷ 20 đó, thời đại tỉnh ở tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, lại có một người Việt Nam mà sau này được biết tên là Tổ sư Minh Đăng Quang. Vị này đã có cái tâm là áp dụng hai cái hình thức, một là mặc y, hai là đi khất thực. Nhưng mà vị này khi mà nhấn mạnh cái hình thức đi khất thực mà vị này lựa chọn đó, thì vị này dùng cái hành đó để đặt cho cái môn phái mới của mình là khất sĩ. Dạ, chữ khất sĩ. Khất sĩ không phải là từ mới của Tổ sư Minh Đăng Quang đặt ra, mà thật ra khất sĩ là một cái thuật ngữ rất xa xưa để dịch cái chữ tỳ khưu. Như ngày hôm nay quý vị vào lớp học, quý vị thấy rằng Hòa Thượng Từ Siêu hay chúng tôi hay chư vị giảng sư có cái chữ thi khê ở phía trước là viết tắt của chữ tỳ khưu. Tỳ khưu hay là tỷ kheo. Tỷ kheo là trong âm Hán Việt từ Bắc đọc tỳ khưu, âm miền Nam chúng tôi đọc âm miền Nam tỳ khưu tại vì nó gần với chữ bí khu. Và ở trong chữ Hán thì họ có cái chữ là bí sô. Bí sô tức là phần âm của chữ phít sô. Trong tiếng Bắc Phạn cũng là giống như phít khu là Nam Phạn về bí sô. Nhưng mà ở ngoài quý vị có nghe nói chữ bí sô, nghe tới tỳ kheo hay là tỳ khưu. Thì quý vị trong cái chữ tỳ khưu đó mà định nghĩa và học đại điều tiện đó, thì mang ba cái nghĩa chính là bố ma, phá ác và khất sĩ. Bố ma tức là để chống chọi, để vượt thắng ngũ ma, giải thoát hoàn toàn. Phá ác tức là đoạn tuyệt tất cả những điều ác quý. Và khất sĩ là cái người sống bằng chánh mạng khất thực, không có phải là mưu sinh hay là sống bằng nghề nghiệp như là người đời. Thì Tổ sư Minh Đăng Quang đã lựa chọn cái chữ khất sĩ để làm cái tên gọi của cái một cái môn phái Phật giáo mới ở tại miền Nam và ngày hôm nay rất là thịnh hành. Thì các vị có cái định nghĩa mà khất sĩ như vậy. Khất sĩ không phải chỉ là người đi xin ăn thực phẩm, mà khất sĩ còn là người đi học hỏi, đi xin những điều tốt đẹp, học hỏi những điều tốt đẹp của cuộc đời. Chúng tôi không biết ngày nay sao, nhưng mà ngày xưa chúng tôi còn ở Việt Nam thì bên khất sĩ, nhà sư và Phật tử thường hay xưng với nhau là trò thay vì chữ con. Dạ, ví dụ như là ở bên Phật giáo Bắc Tông, Nam Tông, Phật tử đi chùa là con, hay chư tăng bị nhỏ tối vì lớn xưng bằng con, thì bên khất sĩ họ xưng là trò. Trò có nghĩa là một cái người chịu học. Trò có nghĩa là một người có khả năng hấp thụ. Mà trong danh từ chuyên của chữ Hán chúng ta gọi là thụ nhân. Dạ, thụ nhân. Nhưng mà thưa quý vị, từ cái ý nghĩa là một người sống mà hạnh khất thực, đổi sang cái ý nghĩa của họ học trò, của một người đi sinh cái hay, cái đẹp, cái kiến thức của cuộc đời đó, cái ý nghĩa đó nó là một cái deviation, tức là nó tạo ra một cái ngã rẽ rất là khác biệt, chứ nó không còn cái ý nghĩa nguyên nguyên của chữ khất sĩ nữa. Cái chữ khất sĩ mà bhikkhu, khất sĩ từ cái chữ bhikkhu có nghĩa là người sống bằng chánh mạng khất thực,
để thực hành phẩm hạnh. Nói cho đủ như vậy, tức là đó là một người tu và chỉ sống bằng hạnh đi khất thực, chứ không có làm nghề này nghề kia để mà mưu sinh như người thế tục. Thì cái đó gọi là một khất sĩ. Như chúng tôi nói là văn hóa là một văn hóa rất là đặc biệt phổ biến. Nếu quý vị nào sang bên Ấn Độ đó, thì quý vị sẽ cảm nhận điều này. Ở trong một nền văn hóa mà chúng ta không tìm thấy ở nền văn hóa khác, đó là ủng hộ các vị tu sĩ, hộ trì các vị tu sĩ. Và nhiều khi người ta có một cái nhìn rất là đại loại, rất là mơ hồ, rất là chung chung về những vị tu sĩ. Bởi vì bên đó nó nhiều tu sĩ lắm. Trừ khi một vài người như là họ theo đạo Chan thì họ mới có cái phân biệt rõ là tu sĩ đạo Chan là gì. Đa số những người tu theo Bà La Môn giáo đó, họ thấy thầy tu ủng hộ giống Việt Nam này vậy đó. Quý vị nhớ hồi xưa Việt Nam chúng ta hay đi thập tự, đi 10 chùa tông nào phái nào cơ qua sao thì chúng ta cũng đến với chùa Phật thôi, cái chung chung người Phật tử như vậy. Người Ấn Độ họ có đặc biệt quý vị là cho dù là mình không phải Bà La Môn giáo Phật giáo, mình đi khất thực thì họ vẫn cho. Nhưng mà người Ấn Độ họ không có cho, không có cúng dường thực phẩm mà nhiều như là người Thái Lan hay người Miến Điện. Người Thái Lan, Miến Điện á, mình tu sĩ đi khất thực thì họ cúng dường, có đủ rồi không cúng dường. Người Ấn Độ đó, khi họ cúng là họ coi trong mình bát có cái gì, mà đã có đồ ăn rồi họ không cúng nữa, họ chỉ cúng vừa đủ ăn thôi. Thật ra khi mình đi khất thực mình phải biết là nếu mà trong mình bát có vừa đủ ăn rồi, một bữa ăn thì không có mở bát nữa, thì tiếp tục đi. Dạ. Người Ấn Độ thì họ rất là dè sẵn, rất là hạn chế trong cái việc mà cúng dường thực phẩm. Nhưng mà đói mà tại Ấn Độ nếu là tu sĩ thì bưng mình bát đi vẫn có thể sống được. Chúng tôi có quen với một vài đệ tử ngài Chan Cha đó, và các ngài cũng chịu ăn thực phẩm cà ri của Ấn Độ, thì đi qua Ấn Độ các ngài nó sống được, mặc dù sống nó không có nhiều thứ vật thực, dạ, cơm với cà ri, trái cây đồ vậy, nhưng mà thường là sống được nếu sống. Thì thưa quý vị, ông Bà La Môn này, ông là Bà La Môn và ông sống như những người Bà La Môn khác, tức là đời sống của những vị Bà La Môn thì giống như nửa đời nửa đạo, tức là có khi có vợ có con, rồi có khi cũng có nhà cửa. Nhưng mà thế vì đi làm thì ông lại lựa chọn một cách là mỗi ngày ông bưng mình bát đi khất thực. Thì ông gọi ông là một khất sĩ. Ông gọi ông là một khất sĩ. Ở đây những khất sĩ lúc này quý vị thấy chúng tôi biết khoa mở bằng kép. Tại vì cái chữ khất sĩ cũng là cái chữ mà Đức Phật Ngài dùng để gọi chư tỳ kheo phí khu. Phí khu có nghĩa là người tu tập chỉ sống bằng chánh mạng khất thực, gọi là phí khu. Và điều thú vị là ông đã đến gặp Đức Phật, và sau những cái lời chào hỏi bình thường đó thì ông đề đã hỏi Đức Phật một câu là Đức Phật là một vị khất sĩ và ông cũng là khất sĩ, như vậy thì giữa ông và Đức Phật khác nhau điều gì? Thì Đức Phật Ngài trả lời rằng không phải chỉ khất thực mới trở thành khất sĩ. Ai còn vương tục sự chưa thể gọi khất sĩ. Không phải chỉ khất thực mà trở thành khất sĩ. Nó tương tự như câu nói người ta nói trên đời là chiếc áo không làm nên vị thầy tu. Mà trong cái ngôn phong của Ấn Độ á, thì có cách nói rằng không phải là khất thực thì trở thành khất sĩ. Và lời nói cũng đẹp nếu chúng ta hiểu được cái ngôn ngữ và cái văn hóa của Ấn Độ. Người Tây Phương họ nói không, chiếc áo không làm nên thầy tu, thì người Ấn Độ nói không phải chỉ khất thực mà trở thành khất sĩ. Ai còn vương tục sự chưa thể gọi tới khách khất sĩ. Chữ sanh tham văn ở đây đó là một chữ rất là khó dịch. Ở đây chúng ta dịch là tục sự, nhưng mà quý sân tham ăn ở trong sớ dạy đó,
là đó là ai còn sống với pháp bất thiện, pháp ô nhiễm. Nhưng mà biết sanh tham ăn là một cái từ vựng, từ vựng mà tức là một cái thành ngữ ở trong cái Sanskrit là Visarantama. Visarantama là chỉ cho cái gì thấp hèn, cái gì tầm thường, cái gì đó mà rất là đời, rất là thế tục. Dạ, là Visarantama. Nó trái ngược với cái gì thánh thiện, cái gì cao quý, cái gì đó. Ở đây nó có cái chữ Visarantama đó, nó là một cái từ đối nghĩa với chữ Brahmacharyan. Dạ, Brahmacharyan gọi là phạm hạnh. Phạm hạnh tức là đời sống thanh tịnh, đời sống cao quý, đời sống có tu tập. Thì ở đây Đức Phật Ngài nói rằng cái tên gọi hay là chỉ lấy một hành động duy nhất mà mình để mình nói ra thì không có thể, không thể làm một so sánh được. Mà đằng sau cái tên gọi đó, đằng sau một cách sống đó, nó còn có cái chiều sâu khác. Một bà là môn thì cũng không có chiều sâu. Nếu mà chỉ đi khất thực mà gọi là khất sĩ thì điều đó nó giống như câu là do đi ăn xin thì gọi là người hành khất. Nhưng mà ở đây cái người sống bằng thực phẩm khất thực không gọi là hành khất mà gọi là một tỳ khưu. Gọi là hành khất mà gọi là một khất sĩ. Mới nghe thì giống như chê chữ. À, người khất thực thì gọi là khất sĩ. Không. Ở đây khất thực có khi xứng đáng gọi là khất sĩ, có khi không xứng đáng để gọi là khất sĩ. Và chữ khất sĩ này phải để trong ngoặc kép, tại vì sao? Tại vì nó mang tình nghĩa rất là đặc biệt. Chữ khất sĩ đó, đó nó tương đồng với chữ tỳ khưu, chữ tỳ kheo, chữ bhikkhu, chữ phiso mà chúng tôi vừa nói ở trên. Chiếc áo không làm nên thầy tu thì chỉ đơn thuần đi khất thực, không biến một người trở thành khất sĩ. Và ở đây Đức Phật Ngài nhấn mạnh điều đầu tiên là nếu một người mà còn sống với cái tục sự, còn sống với những điều thấp hèn, thì nếu người đó không thể gọi là một khất sĩ đúng nghĩa. Khất sĩ đúng nghĩa là người dám từ bỏ cái tầm thường để sống với cái gì đó nó đẹp hơn, nó cao quý hơn, nó có ý nghĩa hơn. Và đây là một tiền đề cho những gì mà Đức Phật Ngài giảng sau đó. Và những điều gì mà Đức Phật Ngài nói trong bài kệ thứ hai đó rất là cô độc hàm súc, rất ngắn, nhưng mà lại mang những ý nghĩa rất là sâu xa. Những ý nghĩa này bình thường đó thì không dễ dàng hiểu. Nhưng mà riêng ông Bà La Môn này thì ông có cái lợi căn. Ông nghe Đức Phật dạy là ông hiểu. Là người thực hành phạm hạnh, bỏ cả phước và tội, hành trình với trí giác, vì ấy là thiệt khương. Đây là một câu nói rất ngắn mô tả cái hành trình giác ngộ giải thoát mà một người không có hiểu Phật Pháp, không có hiểu con đường đến Niết Bàn, thì thật ra thấy câu này rất khó hiểu. Chữ hành phạm hạnh Brahmacharya, quý vị nghe cái chữ phạm hạnh được và thường được siêu chúng tôi thỉnh thoảng đề cập trong nhiều cách nói. Có nhiều người nói về chữ phạm hạnh có nghĩa là sống không có liên hệ nhục dục, không liên quan hệ đối với người khác phái hay là một người nhục dục. Thì bị nào đọc cái từ truyện Gandhi thì có nghe nói về thánh Gandhi trong những năm cuối đời đó, ông thực hành Brahmacharya. Thì ở đây nó chỉ đơn thuần nghĩ nghĩa là không có quan hệ nam nữ. Nhưng mà chữ Brahmacharya là phạm hạnh được đề cập đến cho Phật giáo đó, đó là một đời sống thanh tịnh quá cuộc sống, thanh tịnh quá thân tâm, thanh tịnh quá nội tâm, bỏ cả phước và tội. Đây là một ý nghĩa mà người đời rất ít khi biết đến. Thành ra đi tu gọi là để vun bồi công đức, để tác đạo thiện sự. Nên là mình nói đi tu là làm lành lánh dữ. Đi tu rất là để mình bỏ cái ác nghiệp mà tu tập cái hạnh lành. Nhưng mà cái chuyện mà tránh cái tội và để làm những điều phước đó, là cái chuyện của hiệp thế,
cái chuyện của trồng lúa sanh tử. Dạ. Chúng ta còn cái quan điểm là làm tội hay làm phước, cái quan điểm là làm sao để đừng sanh vào cõi khổ, đừng sanh vào cõi vui. Những quan điểm mà tội phước siêu đọa đó, thì nó chỉ là cái quan điểm ở trong vòng sanh tử thôi. Dạ. Và cái vị mà một cái vị mà vượt thoát luân hồi đó, là vị đó sống không còn liên hệ đến thiện và bất thiện của kiếp gặp luân sanh tử nữa. Khi mà chúng ta học vào giáo lý duyên khởi đó, thì có cái đoạn gọi là vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức. Và hành thì có cả phi phúc hành, phúc hành và bất động hành. Tức là khi mà cái sự tạo tác mà đó là cái nhân sanh tử, thì sự tạo tác nó bao gồm cả phước hữu lậu, phước của thế gian và những cái ác nghiệp xuất thế gian. Tức là thiện ác siêu đọa, những khái niệm đối đãi nó nằm ở trong cuộc đời này. Và một cái vị mà hướng cầu niết bàn, hướng cầu cứu cánh giác ngộ thật sự, là vượt lên trên sự đối đãi đó. Tại vì sao? Chúng ta hướng đến cái vui, chúng ta vẫn còn đối đãi với cái khổ. Chúng ta nói đến cái siêu thì chúng ta đối với cái đọa. Và cuộc đời này nó giống như quả lắc chứ quý vị. Quả lắc của kim, của cái đồng hồ, là nó hết bên này tới bên kia. Chúng sanh trong cuộc đời này, ở giữa cuộc trầm luân, có một cái sự thật rất là trớ trêu, đó là chúng ta mong được vui, nhưng mà hết vui rồi thì khổ. Hết ở cảnh giới phước báo thì chúng ta sẽ rơi vào cái cảnh không không nhiều phước báo hay cảnh khổ. Trong vật lý thì cho đến ngày hôm nay người ta vẫn có một cái quan điểm là không có một cái động cơ vĩnh hằng. Động cơ vĩnh hằng là ví dụ như là mình nói về một cái cục pin đó có thể có đủ cái điện để để chạy một cái motor quay, và cái motor quay nó đủ cái ma sát để sạc điện, và cái sạc điện nó làm đầy pin, pin có tạo ra cái pin đó, nó tạo ra cái lực quay của một cái bánh xe có chất ma sát để sạc điện. Thì cái vòng mà kỳ nhông là ông kỳ đà chắc khác cái mà kỳ nhông như vậy, đó là bình cựu. Dạ, nó vĩnh cửu, nó tức là tôi gọi là động cơ vĩnh cửu. Thì trong vật lý họ nói rằng không bao giờ có một trường hợp có một cái thứ động cơ vĩnh cửu như vậy. Tức là cái máy chạy để sạc pin, rồi pin làm cho máy chạy sạc pin, nó không bao giờ có. Dạ, nó không có. Ít nhất là cho đến giờ phút này, chúng ta chưa nói cái máy lượng tử, chúng ta chưa nói đến máy quantum, chúng ta chỉ nói đến cái đơn thuần là động cơ vĩnh cửu, hình chưa có. Thì theo trong Phật giáo đó, không có một cái cõi trời, một cái thiên đàng miên viễn, và không có một cái địa ngục vĩnh hằng. Dạ, không có địa nguyên viễn. Tất cả những gì mà hữu trong cuộc đời này đó, nó đều hiện hữu, nó trong một cái giai đoạn có thể rất ngắn, như là một loài côn trùng nào đó sinh ra trong một ngày rồi giao phối với nhau rồi chết đi, rồi tiếp tục truyền chủng. Hay là có thể có tuổi thọ rất dài, như chư vị Phạm Thiên ở cõi trời Bồ Tát. Chúng ta nói đến là hàng trăm, hàng ngàn kiếp trái đất. Nhưng mà rồi, thưa quý vị, nó không có một cái cảnh giới vĩnh hằng, dù là khổ hay vui trong Đạo Phật. Đó là điều mà chúng ta được biết. Không có cảnh giới vĩnh hằng. Thì như vậy, trong cái cuộc sống rất là ngắn ngủi, đầy biến đổi của cuộc sống chúng ta đó, thì chúng ta mong được vui và không bị khổ, mong được tốt và không bị xấu. Nhưng mà chúng ta lại quên đi một cái định luật, một định cố hữu, một định luật tất nhiên, một định luật là một chân lý muôn thuở mà Đức Phật Ngài dạy trong lời dạy cuối cùng của Ngài là: này chư tỳ kheo, tất cả pháp hữu vi đều vô thường. Hữu vi là gì? Được tạo nên.
dù là thiện, dù là ác, dù là vui, là khổ, thì không thể nào vĩnh hằng được. Nó không thể nào vĩnh hằng. Và vì vậy, con đường dẫn đến cứu cánh giác ngộ, giải thoát đích thực, cái cứu cánh gọi là đích thực, là cứu cánh nó phải vượt lên trên cả thiện ác, cả vui khổ. Và đây là một điều rất là khó hiểu. Dạ, khó hiểu lắm. Dạ, khó hiểu lắm. Mà cái quan niệm của phần đông về, về cái mưu sinh tầm thường để nuôi mạng, về cái một ý tưởng về một đời sống tốt nhất mà chúng ta có thể có, hoặc giả là một cái tương lai nào đó ở trong một cái cảnh giới sau khi chết này, mọi người đều nghĩ đến chuyện gì? Vĩnh hằng. Không có chuyện vĩnh hằng. Bởi vì là một vị tu sĩ Phật giáo á, đôi khi thấy có một số người Phật tử cũng bắt chước. Bây giờ Phật tử hay bắt chước người khác là cứ cầu chúc là anh đó chị đó chết đi, mong vị đó đó sẽ được sanh về cái cảnh giới an lạc vĩnh hằng, hay là một cái cảnh giới vĩnh hằng, nghĩa là sau khi mình chết rồi sanh về cảnh giới không có không có vô thường nữa, không biến đổi nữa. Thì chữ vĩnh hằng nghe rất là buồn cười, và chữ vĩnh hằng đó nó chỉ là một cái quan điểm rất là Thiên Chúa giáo, Kitô giáo. Bởi vì người Kitô giáo họ quan điểm rằng khi chết đi, con người chúng ta chỉ có hai thứ là ở địa ngục đời đời hay là ở thiên đàng vĩnh hằng. Thì cái cõi vĩnh hằng đó là cái mơ ước của Thiên Chúa. Nhưng mà Đạo Phật thì không có nói như vậy. Dạ, Đạo Phật không có nói là có một cái thiên giới vĩnh hằng, không có đâu. Dạ, là đó. Khi một người mà thực hành phạm hạnh thì người đó sẽ đặt cái ý hướng, cái tâm tư mình vượt lên trên cái thiện ác, vượt lên trên cái vui khổ, vượt lên trên cái ý niệm về siêu đọa, vượt lên trên những ý niệm đối đãi là bên này và bên kia, vui khổ, siêu đọa. Tại vì tất cả những điều đều là hưởng vi pháp hết, đều là hưởng vi pháp, đều là luân hồi sanh tử hết. Đây là một điểm rất là cool. Nếu chúng ta không phải, chứ chúng ta không học Phật pháp. Hành trình với trí giác, cái chữ này là cái chữ rất là thú vị. Sankhaya Loke Chatti. Loke Chatti là đến đi trong cuộc đời. Dạ, đến đi trong cuộc đời. Dạ, Sankhaya là với cái trí giác. Tức là cái chữ Loke Chatti ở đây là vị này trong cuộc sống, dù là ngủ ngoài thức, đi tới hay đi lui, dù là im lặng hay nói, những điều đều nằm trong charity. Dạ, charity thì đều sống bằng cái một cái sự tỉnh thức. Cái này thì hơi khó hiểu khi mà chúng ta đề cập đến trí giác. Chúng tôi nhớ là gần đây đó, nhiều tháng trước có một vị Tam Tạng Pháp Sư. Dạ, vị Tam Sư này là cái vị mà trong trong Phật giáo Miến Điện đó, thì chỉ có 10 mấy vị thôi. Đây là những thuộc lòng Tam Tạng. Dạ, như hôm nay chúng ta đang học cái giáo trình Tứ Ưng Bộ. Thì Tứ Ưng Bộ là một ở trong năm bộ của Kinh Tạng, và Kinh Tạng là một ở trong ba bộ của Tam Tạng. Thì ở tại Miến Điện, nếu quý vị nào đến chùa mà thấy bộ Tam Tạng thì quý vị biết là tùy theo quốc gia, có những quốc gia in là 45 hay là có 47 quyển, dày, rất dày. Thì thưa quý vị, khi vị Tam Tạng thứ 12 á, dạ, tức là họ ở bên Miến Điện họ có tính là vị Tam Tạng thứ nhất, thứ hai, ba, 12 đó, thì vị đó còn trẻ năm mấy tuổi thì mà bị bệnh mất. Sư Tuệ Khanh đó, sư có làm câu thơ rất là thú vị, và trong câu thơ đó có ý nghĩa cái chữ này là trí như hải nay đã về đại hải, thân khối xương giờ đã hóa lạc xương, cõi sinh tử sinh đến đi
tự tại. Bởi tâm này còn chí kim cương, cõi sanh tử sinh đến đi tự tại. Thì cái câu đó nó là giống cái ý nghĩa của chữ của cái câu mà chúng ta nói là hồi nãy chúng tôi nói là sankha yalu ke charati, charati là lui tới đi lại, và loke là thế gian hay là cõi sinh tử, sankha giá là có sự phân biệt, có cái sự hiểu biết. Xin hỏi quý vị có còn nghe chúng tôi nói không? Dạ, quý vị có còn nghe chúng tôi nói không? Dạ. Thì cái chữ sankhaya lokecharati là một cái câu rất là đẹp, một câu nói rất là đẹp. Đến đi bằng sự tỉnh thức, đến đi bằng khả năng biết rõ và khả năng phân biệt biết rõ. Tại vì sao? Chúng ta thường chỉ biết có hai điều thôi, là tốt, xấu, thiện, ác. Nhưng mà chúng ta không biết một điều khác là điều vượt lên trên những điều đó. Dạ. Chúng ta biết về hữu vi pháp, nhưng mà chúng ta không biết về vô vi pháp. Khi mà Đức Phật dạy rằng, này cái chi tỳ kheo, các hành đều vô thường, nó phải là một sự hiểu biết lớn lắm. Dạ. Cũng giống như một người mà mới lớn lên trong cuộc đời này không có cái kinh nghiệm sống nhiều đó, thì chỉ có biết có chuyện là hơn thua với nhau thôi. Dạ, hơn thua từ lời ăn tiếng nói. Nhưng một người mà có trí thì còn biết nhiều hơn nữa, là ngoài cái sự hơn thua đó, nó còn có cái ý nghĩa của sự im lặng, nó còn ý nghĩa sự bao dung, nó còn ý nghĩa sự vượt thoát. Mà sống trong cuộc đời, sống giữa những người trong cộng đồng, trong một cái không phải chỉ có hơn thua với nhau, mà đôi khi ta chấp nhận sự im lặng. Im lặng không phải là sự là vô thức, im lặng không phải là thiếu hiểu biết, im lặng không phải là một sự vô tri, mà sự im lặng đó tại vì quá biết cái chuyện đó nó không có ý nghĩa gì hết. Thật ra cái câu này thì thật sự hơi khó dịch. Dạ, chúng tôi chỉ có thể dịch một điều đó, đó là một con người mà thực sự giải thoát thì hình của cuộc đời này với trí giác, với vị giới tới chịu trí giác chứ không phải là trí giác nha. Trí giác tức là trí có khả năng phân biệt, khả năng biết rõ. Và cái biết này đó là cái biết không có nhầm lẫn, không nhầm lẫn với cái gì đó. Nó có tính cách giai đoạn mà mình nhầm lẫn là vĩnh hằng, những gì mà nó tầm thường nghĩ là cao quý, những gì mà nó là đối đãi và nghĩ là tuyệt đối, mình không làm lẫn. Quá biết rồi, quá biết. Dạ. Cũng như là mình nói rằng khi một người đã uống cạn chung rượu đời, người đó đã không còn thấy cái sự hơn thua, hoặc hơn hoặc thua, hoặc vinh hoặc nhục, hoặc thắng hoặc bại, nó là cái gì có ý nghĩa, mà vì nó sống vượt lên trên những thứ đó. Cái đó gọi là hành trình với trí giác. Vì ấy là tỳ khưu. Chữ tỳ khưu ở đây nó cũng giống như là chữ khắc sĩ vậy đấy, nhưng mà nó mang tính cách chơi chữ, tại vì chữ khắc sĩ là chữ âm, và chữ tỳ khưu là chữ âm, chữ khắc sĩ là chữ dịch. Nhưng mà khi chữ khắc sĩ mà nếu mà mình nói theo chữ Hán thì nghe nó đẹp là khắc sĩ, giống như đạo Phật khắc sĩ chẳng hạn, hay là vì tỳ kheo thì khắc sĩ. Nhưng mà nếu mình nói theo chữ nôm, mình nói người đi ăn xin thì nghe nó tập thương. Mới vì thế từ cái chữ nôm chữ Hán giống nhau. Bởi vì hồi nhỏ chúng tôi gần sư trưởng, có nhiều khi sư trưởng nói là cái văn hóa đạo Phật có những cái chuyện lạ lắm, là cái bát không phải là cái chén, cái y và cái áo, và khất sĩ không phải là người đi xin ăn chẳng hạn. Tại vì nếu chúng ta hiểu là y là cái áo, bát là cái chén, và khất sĩ là người xin ăn, thì những cái chữ cái khi diễn nôm thì nó chẳng ý nghĩa gì hết, nó rất là vô nghĩa nếu không nói nó tầm thường. Nhưng mà khi mình gọi là y, gọi là bác, gọi là tỳ khưu, là khất sĩ, thì nó mà phải mang ý nghĩa khác. Thì Đức Phật gọi là vị ấy là tỳ khưu, hay vị ấy là một khất sĩ. Nhưng mà nếu vị ấy là khất sĩ, khất sĩ nó phải viết khoa, chữ khất sĩ đó phải kép. Cũng giống như nếu chúng ta nói
theo cái đối tượng là nó phải có một cái mạo từ chỉ định, ví dụ là he is the pickle chứ không phải he is a pickle. Nó phải có động từ tư, tức là một cái động từ chỉ định, là chữ pickle đó, đó nó phải có một cái một mang một ý nghĩa đặc biệt, mang ý nghĩa đặc trưng. Cái đó chúng ta gọi là tỳ khưu hay là cư sĩ. Thì cái Đức Phật dạy bài kệ tuy rất ngắn, rất hàm súc, nhưng vị Bà La Môn này thật ra là có huệ căn. Và ngoài cái huệ căn đó thì vị này lại có cái khả năng hiểu, và trong cái hiểu này thì thưa quý vị, vị này đã có cái tâm quy ngưỡng trở thành đệ tử Phật. Và dĩ nhiên ở đây là đệ tử tục gia, đệ tử cư sĩ. Bây giờ thì quý vị chờ chúng tôi một chút nhé. Chúng tôi xin hỏi là chư vị Phật tử của mình có vị giảng sư nào khác ngoài chúng tôi đang ở trong lớp học không? Nếu có thì quý vị quan hệ chúng tôi biết để chúng tôi sẽ thỉnh quý ngài vào trong phần thảo luận hôm nay. Có Hòa Thượng Từ Siêu hả? Tốt quá. Hồi nãy có nghe sư Từ Tri nói là Hòa Thượng không vào lớp học được hôm nay. Hòa Thượng Từ Siêu, xin hỏi Hòa Thượng Từ Siêu có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu Hòa Thượng Từ Siêu nghe được thì xin Hòa Thượng quan hệ cho biết. Thì quý vị chờ chúng tôi chút nhé. Chúng tôi không thấy Hòa Thượng Từ Siêu lên tiếng. Dạ tôi có thể Hòa Thượng Từ Siêu rồi. Bên Hòa Thượng Từ Siêu, Hòa Thượng có nghe được không vậy? Dạ. Bạch Hòa Thượng Từ Siêu, Hòa Thượng trong cái việc mà đọc kinh điển, Hòa Thượng có thấy cái chữ phí khú được Đức Phật Ngài dùng ở trong rất nhiều trường hợp khác nhau. Thí dụ như theo nhiều học giả đó, thì cái chữ phí khú mà ở trong kinh Tứ Niệm Xứ đó, là không phải chỉ cho một vị xuất gia, mà chữ phí khú trong kinh Tứ Niệm Xứ chỉ cho một hành giả. Và ở trong những trường hợp Đức Phật gặp lại năm vị kiều gần như, thì ngài gọi nó bị chuyện như là Pikawe, là chuyện bị tiền khương chẳng hạn. Thì bên ngoài thì trên phương diện thuật ngữ Phật học thì chúng ta nên có cái định nghĩa và hiểu như thế nào đúng nghĩa chữ Pikku. Và Bà La Môn nói rằng Đức Phật là một khất sĩ, một Pikku, và ông cũng là một Pikku. Thì như vậy có gì khác biệt giữa hai người? Và trên phương diện văn tự thì chữ Pikku và chữ Pikako đó nó khác nghĩa nhau thế nào? Xin mời, xin thưa tỉnh Hòa Thượng. Một bức thời nha. Kính bạch Hòa Thượng Giác Đẳng, kính bạch Chư Tôn Đức. Thân chào quý tu bồ tu nữ, quý Phật tử. Cái người phí khú nó có nhiều cách giải thích. Nhưng mà ở trong một cái nghĩa gần nhất mà người ta thường giải thích, bởi vì nó có cái động từ gọi là fricative. Fricative có nghĩa là sinh tất cả. Cho nên cái danh từ phích khăn có nghĩa là thực phẩm hay là thức ăn. Và chữ fricative phích khú tức là người đi ăn xin. Nhớ cái chữ khách tí, cái động từ đó
cái nghĩa nó khác với cái chữ gia cha tí. Gia cha tí là chúng ta học đi, chữ gia cha tí có nghĩa là sinh, không biết sinh cái gì, yêu cầu cái gì cũng đều gọi là gia cha tí cả. Nhưng mà cái chữ phí khú cái chữ phí khá tí thì có nghĩa là xin ăn, chỉ thuần là đi kiếm cái thức ăn thôi, đi kiếm cái thức ăn. Vì ở đây đó chúng ta cũng có cái từ đức phi khá, giữa đức phi khăn rất là đúng nghề thiếu mà. Cho nên cái nghĩa này chữ phí khú có nghĩa là người đang sinh. Nhưng mà ở trong chú giải đó thì cái chữ phí khú nó có một cái từ rất là đẹp, có cách cách giải thích rất là đẹp thưa quý vị. Sansari dân Vipati Vipati tí phí khu. Cái này chúng tôi không không có bỏ dấu được lâu ngày, không có đánh chữ Bali. Chữ Sansare phá dân Ekhati tí phí khu. Chữ Ekhati có nghĩa là nhìn. Hay là thấy. Chữ Sansare là sự luân hồi. Cái chữ phá văn là sợ. Người mà thấy sợ hãi luân hồi thì gọi là phi khu. Ở đây chữ phá văn chúng ta lấy chữ pha, chữ ph thôi. Ph, chúng ta lấy cái chữ đó. Và khi mà phối hợp với chữ x, cái căn chữ phu văn cộng căn x cộng với u, thật ra quý vị thấy cái chữ sansare phu văn x tì tí phi khu thì cái cái quan trọng nhất chữ sansare phá văn ekhati tí phi khu đó. Cảm ơn sự tự trì. Cái chữ phá văn đó chúng ta lấy chữ chữ phá, còn cái động từ ekhati tí chúng ta lấy căn của nó là chữ ek ek. Còn tí vị ngữ ú là để chỉ cho một danh từ chỉ nói về người. Do đó cái chữ phí khú lấy trong cái nghĩa khác, tức là cái người thấy sợ luân hồi. Nhưng mà trong chữ Hán đó thì ở đây cái chữ phí khú đại dịch ba nghĩa
bố ma, phá ác, khất sĩ. Chúng tôi không hiểu chữ tại sao người ta dùng cái chữ bố ma phá ác hai nghĩa đó để sự chỉ cho chữ phiến khú, không biết lấy căn của chữ nào. Nhưng mà chữ khất sĩ thì nó lấy cái căn của động từ phiến khả tí. Cho nên ở đây cái chữ phiến khú mở trong luật tạng đó thì không có, thì chỉ có xài một vài vài nghĩa nó liên quan đến chữ chữ phí khú, chữ phí khả tí thôi. Còn cái nghĩa kia thì ở trong luật tạng được định nghĩa chung chung như là một người mặc y vá cũng gọi là phiến khú. Rồi một người thấy sợ luân hồi cũng gọi là phiến khú. Hay là một người từ bỏ gia đình, sống không gia đình cũng gọi là phiến khú. Cho nên có nhiều nghĩa để xài chữ phiến khú. Nhưng mà chữ phiến khú ở đây đó, đặc biệt là để chỉ cho cái hạnh khất thực, chứ không phải là cái sự đi ăn xin. Nó như là một cái hạnh. Vì vậy cho nên đối với cái văn hóa Ấn Độ, những vị tu sĩ khi mà đi xuất gia, dầu xuất gia với hình thức nào, đạo nào, ngoài Phật giáo ra đó, thì các vị ôm bát đi xin, cầm bát đi xin ăn thì đều gọi là phí khú cả. Cái chữ phí khú, ngay cả khi mà các cái vị mà chưa có xuất gia theo Đức Phật, như năm thầy Kiều Trần Như, lúc Đức Thế Tôn ngày đi đến, ngài gọi các vị đó cũng là phí khú. Ngài cũng gọi là phí khú, xài cái nghĩa chung chung, tức là cái người có cái hạnh xuất gia, vì vậy thôi. Còn cái chữ phí khú mà xài ở trong cái nghĩa của vị tỳ kheo trong Phật giáo đó, thì đó là vị mà đã thành tựu được phẩm hậu khi mà các vị đã thọ cùng túc giới bằng tứ bạch tuyên ngôn. Lúc đầu thọ cùng bằng tâm quy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là thành tựu thiền khưu. Rồi sau đó Đức Phật ngài chế định là cho thành tựu thiền khưu bằng cách là hợp tăng lại tuyên ngôn ba bận. Thì như vậy cũng gọi là chữ phí khú. Nhưng mà xài ở trong cái nghĩa cao cả, nghĩa cao quý á, thì đó là cái vị mà thấy sợ, sợ hãi trong cái sự luân hồi gọi là phí khú. Cái nghĩa này là nghĩa đặc biệt nhất ở trong Phật giáo, chỉ có trong Phật giáo thôi.
Còn nếu mà xài cái chữ phikhati tí phikhu thì xài cái chữ phikhu đó chỉ chung cho tất cả những vị mà theo cái hạnh xuất gia. Thì ở đây thưa quý vị, chúng tôi chỉ có trình bày một vài ý trong cái nghĩa chữ phí khú, mà một âm là tỷ khưu hay là tỷ kheo hay là bí xô. Tỷ khưu, tỷ kheo, bí xô, cái đó là tiếng phiên âm của chữ phí khú. Và cái chữ khú, con khỏ đó, tiếng Thái gọi là khỏ. Nhưng mà điều chữ cái hát á, người ta đọc nhiều khi người ta viết thành đọc như là chữ sỏ, cái phụ âm sỏ trong tiếng Thái. Thành thử ra trong tiếng Thái á, người ta đọc âm, người ta đọc là các cái tỳ kheo, người ta gọi là phí sủ thân lãi, phí sủ thân lãi. Cho lo cho nên phí sủ, cái người ta âm là phí sô, đầu là phí sô, nó luôn tông hết thì tôi quên gì. Còn cái chữ khất sĩ đó, thì cái chữ đó là cái chữ dịch là xin ăn. Sĩ là người, khất sĩ là người đi xin ăn, thì cái chữ khất sĩ mới là cái chữ dịch, cái nghĩa dịch. Còn cái chữ tỳ khưu, tỳ kheo, bí xô, cái chữ đọc âm hết á. Cho nên cái chỗ này chúng ta phải chú ý lắm. Còn nói về cái nghĩa đó thì nó có rất là nhiều nghĩa. Ở trong luật ngạn bộ ma hao quốc, cái bộ ma hao quy phân gác, bộ ma hao quy phân gác tức là cái phần mà luận phẩm, cái phần mà phân tích giới, cái bộ thứ nhất, khi mà nói về cái điều bất cùng trụ thứ nhất, vô ba đắc phi khu, phi khu năng sikha sachi vasama pano sikha pachakhaya palayang anavikata v.v. thì cái điều giới mà Đức Phật ngài cấm chế như vậy đó, thì ở dưới có giải thích chữ phi khu. Thì ở đây chữ phi khu ở trong đó giải rất là nhiều. Chúng ta có thể xem lại ở trong đó để chúng ta đọc, nhưng mà nhiều quá đó thưa quý vị, đang ngôn thì loạn ngữ, cái chừng các cư sĩ của chúng ta, các Phật tử chúng ta không nên đọc cái nghĩa nhiều quá, đọc nhiều nghĩa quá chúng ta bị lộn xộn. Thì ở đây chúng tôi xin một vài điều chia sẻ với quý vị như vậy. Bây giờ xin tỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng trở lại Nam Mô Bổn Sư Thầy. Sa thủ kính trên Hòa Thượng Thầy Sư. Mình Hòa Thượng Thầy Sư xin Hòa Thượng có thể nói thêm một điều là cái cung cách của một vị tu sĩ đi khất thực đúng nghĩa đó khác với người ăn xin ở bên ngoài như thế nào? Không biết là Hòa Thượng Giác Đẳng đã hỏi xong cái câu hỏi chưa, mới vừa hỏi đến chỗ một vị tỳ kheo bác đi khất thực, nó khác với cái người ăn xin ở chỗ nào? Tới chỗ đó tự đột nhiên
chúng ta không nghe nói nữa. Xin hỏi và thưa thượng, còn dạ nghe bạch hòa thượng, dạ không biết hòa thượng có nghe được không? Dạ nghe rõ, dạ, nghe rõ. Dạ dạ bạch hòa thượng, hòa thượng khoan hỷ nói thêm một điều, đó là cái cung cách mà đi khất thực của một vị tỳ khưu đúng nghĩa nó khác với ngạn sinh như thế nào? Tại sao chúng ta đi khất thực nhưng mà chúng ta không có nói lời xin rõ mà chúng ta chỉ im lặng? Và tại sao khi vị tỳ khưu tại các quốc gia Phật giáo thường đi khất thực mà bình thường mang dép mang giày, nhưng mà khi mình đi khất thực thường lại đi chân không? Và chúng ta thấy rằng cái cách đi khất thực của chi tỳ kheo á có khác hơn là cách đi ăn xin ở phương diện nào? Xin hòa thượng quan kỹ giải thích cho quý Phật tử nắm rõ về điểm này. Kính thỉnh hòa thượng. Thưa tôn đức, kính thưa quý vị, trước hết á, mà chúng ta phải hiểu rằng cái hạnh khất thực hạnh khất thực của vị tỳ kheo đó nó có liên quan đến cái hạnh trì bình khất thực mà Đức Phật đã nói đó là truyền thống của chư Phật. Vì rằng là truyền thống của chư Phật cho nên cái hạnh khất thực phải khác hơn là cái cung cách của cái người gia sinh. Trước hết người ăn đi ăn xin đó, vì họ nghèo khổ, họ không có công ăn, không có việc làm, họ tìm không được cái kế sinh nhai, cho nên họ phải đi ăn xin dựa vào cái lòng thương, cái tình thương của mọi người mà họ sống. Tất nhiên cái người ăn xin đó họ có thể họ chạy thấy cái chỗ nào mà có người ta bố thí đang đứng ở đây mà thấy ở đằng kia có nhà hảo tâm nào đó họ đang phân phát vật thực cho những người ăn xin khác thì họ chạy đến. Giống như là sáng mà chủ nhà họ rải thóc ở trên sân chỗ này chỗ kia, những con gà nó chạy lại nó bu lại để mà nó ăn vậy đó. Nghĩa là mục đích của người ăn xin đó là chỉ làm sao giành được vật thực, kiếm được vật thực thôi. Cho nên họ thiếu cái tư cách. Vì mặt nội tâm đó thì cái người ăn xin đó là họ không có một chút ý nào về cái thiện pháp ở trong lòng của họ. Họ chỉ vui mừng khi mà họ xin được những vật thực ngon, xin được nhiều trong ngày hôm đó, chỉ vậy thôi. Trong khi đó thì một vị tỳ kheo chân chánh theo cái hạnh của Đức Phật và đi khất thực đó, thì vì rằng vị này không muốn vướng bận cái việc mà
đi làm luận hay là nấu nướng Phật thực. Cho nên vị này đến giờ thì vị nó đi. Ở trong bài kinh khó thực thân tình này, Đức Phật Ngài có dạy cho tôn giả Sariputta và tôn giả Sariputta thuyết lại cho các tỳ kheo nghe. Thì trong lúc mà đi khất thực, một là cái sự đi đứng và ánh mắt nhìn của vị tỳ kheo nó phải khác. Tức là đi khất thực bước tới đứng từ nhà dọn cho người ta coi đặt bát hay là người ta không có đặt bát cũng vậy, và vị nó đi chậm rãi ngước nhìn xuống phía trước không cần ngó thấy xung quanh, không cần biết là người ta cho nhiều hay là cho ít, người ta cho cái gì không cần biết. Vị đó chỉ đi với cái tâm niệm là dẹp bỏ cái sự kiêu mạn của mình. Có thể vị tỳ kheo đó xuất thân là một vị vua, một vị gia chủ, một vị trưởng giả giàu có, nhưng mà đã khi xuất gia rồi đó thì trở thành một người không có giai cấp, quê quanh đó, quê quanh lý giác, quê quanh lý giác tức là người không có giai cấp. Và nhờ cái hạnh khất thực đó mà vị này mình vào cái vị trí thấp hèn trong xã hội mà cái tâm không có cái sự kiêu mạn. Đáp ứng như vậy. Lại nữa, khi mà đi khất thực đó, vị tỳ kheo với cái tư tưởng suy nghĩ về lời dạy của Đức Phật, có thể vị đó an trú một thiện pháp nào đó, quán vô thường, khổ não hay vô ngã, quán xét năm triền cái mình có hay là đã được đẩy lùi. Thì khi mà đi khất thực đó, vị này cứ niệm tưởng với một cái trạng thái tâm tốt. Như ngày xuống phô tiết, ngày đi khất thực đó, thì ngày an trú với cái tâm từ. Rồi có những kheo đi khất thực an trú với cái tánh không, sunyata. Thì như vậy, bằng mỗi cách vị tỳ kheo đi khất thực, để cái sự khất thực được thanh tịnh đó, thì vị đó phải khéo tác ý an trú trong một thiện pháp nào đó. Còn về cái cung cách hình thức ở bên ngoài đó, thì đó, vị đó bước đi chậm rãi, không nhanh quá, không chậm quá, mắt nhìn ở phía trước, nhìn xuống, nhìn xuống mà nhìn ở phía trước cách cỡ khoảng chừng 2-3 hát tay, 3 hoặc 4 hát tay tức là cỡ khoảng 2 thước, cái hát 3 sát đi như vậy. Người ta cho
hay không cho, không có xin, không có mở lời để mà xin, và không có ngó qua, không có ngó lại, không có nhìn vào cái phần thân của người để đó với cái ý thèm thuồng như một kẻ ăn mày. Kẻ ăn mày khi mà họ đến một người đang ăn, nó nhìn thấy vật thực của người đang ăn đó, nó thèm thuồng và nó muốn có được, cho nên bằng một cách phải xin cho được. Nhưng mà đối với vị tỳ kheo đi khất thực cung cách không phải là như vậy, vân vân. Cho nên cái việc mà một vị tỳ kheo đi khất thực cái cung cách nó khác hơn, nó khác hơn cái hạnh ngưỡng xin nhiều nhiều cái lắm thưa quý vị. Về cái hình thức ở bên ngoài, cái sự đi, đi tới, cái sự đứng lại, cái sự nhìn tới cũng khác hơn người ta, nó trang nghiêm hơn. Rồi về cái tư tưởng, trong lúc mà đi khất thực đó, vị này không có ý muốn là hãy tìm xem cái chỗ nào có vật thực nhiều để mà đi đến, để mà kiếm ăn, mà vị này chỉ an trú trong một cái thiện pháp nào đó và mong mỏi làm sao những chúng sanh khi mà gặp Ngài họ có được cái tâm hoan hỷ làm phước để họ được phước cái an trú pháp như thế. Đó là cái tính cách khất thực trang nghiêm của cái vị tỳ kheo. Còn nói chi là vị A-la-hán này đi khất thực thì đặc biệt thưa quý vị, khỏi nói rồi, là Ngài có đủ tư cách. Nếu mà Ngài đi khất thực và Ngài đem lại lợi ích cho cái người cúng dường cho Ngài, tỳ kheo phàm phu thì ở trong luật Đức Phật Ngài có dạy, nhất là trong bảy mươi lăm ương hợp pháp si khi giác tham mát, thì ở đây nhắc ra những điều đó để cho chúng ta thấy rằng cái cung cách của vị tỳ kheo đi khất thực khác hơn là một người đi ăn xin, về hình thức lẫn tinh thần như vậy. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Hòa Thượng Nhất Đẳng như thế. Và sao kính chào câu Hòa Thượng rất nhiều. Dạ, để chính sư huynh đi nghỉ. Nãy giờ sư huynh nói cũng nhiều, xin thỉnh sư huynh đi nghỉ. Thưa tôi, Thượng Quyền ấy, Thượng Tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa, Thượng Quyền nghe được, kính thỉnh Thượng Tọa, Thượng Quyền hoan nghỉ trả lời cho câu thảo luận thứ ba. Thưa Thầy Quyền, không biết là với cái kinh nghiệm của Thầy Tọa sống ở trong chùa đó, thì Thầy Tọa có thấy được rằng chính cái sự đi khất thực á khiến cho Đạo Phật gần gũi với quần chúng. những người nghèo cũng thấy cúng dường đến Chư Tăng, chứ không phải chờ cho có tiền bạc mới cúng dường được nhiều. Và cái sự hiện diện của cái sự đi khất thực của Chư Tăng hàng ngày đó có nhắc nhở tác động được tinh thần của quần chúng về Phật pháp dựa trên cái kinh nghiệm của Thượng Tọa không? Kính thỉnh Thượng Tọa Tuyên Quyền qua khỉ chia sẻ vài suy tư của Thượng Tọa về điểm này. Nam mô Bụt Thầy, giới Nam mô Tham Ma, giới Nam mô Sang Khai, giới Giới Thơ để chúng được nghe rõ. Và cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng. Kính lễ đến Hòa Thượng Nhất Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, được cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng Chư Phật tử. Và kính bạch Hòa Thượng, quả thật thì cái sự tri bình khất thực của Chư Tăng nó mang lại, có thể nói rằng một cái sự gần kề, một cái sự gieo duyên hết sức là to lớn. Cái điều này tôi khẳng định như vậy. Có thể là mạng mạch của Phật giáo
duy trì được cho tới hôm nay. Kính thưa toàn thể đại chúng, không phải là nhờ các vị vua hay là một số nhà hào kiệt, hào sản mà để có tâm, có lòng và có của để mà cho ra lớn lao và Phật Pháp được tồn tại đâu. Cái điều đó không phải như vậy. Mà chính là Đạo Phật được còn tồn tại, chính là Đạo Phật gần gũi với dân chúng. Qua những món ăn, những cái ăn, cái mặc, cái sự gần kề trong sự sinh hoạt của đời sống nhân sinh, cái điều đó thật sự như vậy đó. Phải nói từng miếng cơm manh áo mà biết bao đời của người con Phật và Đạo Phật còn hiện hữu là như thế. Có những lúc nghèo khổ cực cùng, nhưng có một vị sư nào, có một vị thầy nào ở trên cuộc đời này mà chết đói vì mình là một người con của Phật đó, vì là người mang hình thức Phật hoàn toàn không bao giờ có trong lịch sử Phật giáo thế giới. Còn những lúc mà nó có những cái chúng ta gọi là có những cái đại nạn mà chẳng hạn như là hạn hán hay là động đất hay là những cái nghịch duyên do thiên nhiên tác động, thì điều đó cũng có những vị đói khát và khổ sở cực cùng cực, cũng như những chúng sinh, như của những con người bên ngoài, đúng như vậy. Nhưng chúng ta nói trên một đời sống bình thường, trên một sự sinh hoạt, nó mới tính hoạt động bình thường cũng vậy nữa. Bởi vì cái điều này là phước Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, phải nói rằng nhắc lại cái chuyện xưa một chút xíu. Chúng tôi nhớ khi xưa Phật tử có ăn độn mà, thì các sư cũng ăn độn. Nhưng cái độn ở đây mà chúng ta nói rằng vẫn coi như là Phật tử cũng cắt đầu cắt đuôi những món ăn để chia sẻ cho chư tăng. Bạch Hòa Thượng có thể nói rằng là như con đã đếm trải qua cái thập niên đầu của 80. Con vào chùa năm 1980 thì sinh như thập niên cuối thập niên 70 và đầu thập niên cho tới suốt thập niên của 80 thì hầu như tức là thiếu gạo thiếu ăn rất là nhiều ở Việt Nam. Chúng ta phải nói thành thật như vậy. Nhưng điều mà phải nói rằng vào lúc đó đó, cái lượng tăng chứ tăng cũng đông chứ không phải là ít, thì không nhiều như ngày hôm nay, nhưng phải nó cũng rất là đông, mà cũng đâu cũng vào đó cho tới ngày hôm nay. Có những kỷ niệm mà huynh đệ mà mãi mãi không thể nào quên được hết. À mà cách đây khoảng chừng một tuần có sư Phước Nhiên, sư Chính Định, ba anh em ngồi ăn chung nhân cái dịp mà bà hai mẹ của Hòa Thượng Tăng Định mất. Nói là anh em mình lâu mới lắm mới gặp. Nó cái ngồi đang ăn, sư Định nhớ hồi xưa, nhớ cái tự nhiên nói cái ông chỉ một đợt cho miếng nước tương, cái nước tương cái đó hồi xưa nhớ cái nước tương, cái tự nhiên tôi nhớ tới hồi xưa này, ông nói nhớ hồi xưa này mấy anh em mình phải nói rằng có nước tương ăn là mừng rồi, tại lúc đó có gạo ăn là mừng, phải nói có gạo ăn là mừng. Nhắc một cái mà ba anh em gật đầu một cái đồng tiền, thì có lẽ huynh đệ xung quanh người ta sẽ không hiểu được cái gì đâu, nhưng điều mà đã trải qua rồi mới biết. Lúc đó cũng ở Quán Nghiêm luôn, Quán Nghiêm cũng lạ luôn, cũng cái nâu trẻ của tụi con, thì cái bạn Hòa Thượng biết là lúc đó đó không có chuyện mà suy nghĩ tới cái chuyện đồ ăn. Rồi
chỉ là một cục đường 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 thẻ thôi, mà đúng là cục muối cắn làm hai, cục đường là chia 10, chia 9, chia 8 chứ không phải là nút luôn được. Cục muối thì không phải làm hai nữa, mà cục muối thì nó chia cho tất cả, cục đường cũng chia cho tất cả. Và thường tôi suy nghĩ một cái hộp hộp sữa bò đó, kêu hộp sữa bò đó, kêu chia với sữa ông thọ đó, sữa thống nhất đó, mà pha ra như vậy là chắc chừng 20 người uống uống cái gì đấy, cái mùi nó cũng khó, nó có cái màu màu sữa thôi, rồi chút xíu uống nhìn thật sự. Mà bữa đó đó là coi như là một đại tiệc đó, mà sư trưởng đi đâu đó giảng thuyết rồi gặp một người nào đó cho được hộp sữa đi về vậy đó. Chứ còn hoàn toàn không có, đừng nói chi. Nhưng anh em muốn nói cái gì? Rồi đi đi bát khất thực, cũng có đi bát nữa, có đi khất thực nữa. Thì Phật tử cũng vẫn cho gạo, rồi Phật rồi lúc đó có những người là Phật tử nhưng không phải là Phật tử, thì cũng vẫn cho bánh, cho trái, hay là cho đồ la diêm, cho gạo, cái này nó về. Cái điều đó thật như vậy đó. Thì phải nói rằng là cái tinh thần mà chúng ta gọi là cái tinh thần mà không chấp chứa đó, tài sản không chấp chứa, hay là một tinh thần vô sản của nhà Phật đó, chỉ có nhà Phật mới được. Và tinh thần mà coi như qua lại mà nó hết sức là hay, mà Phật hòa giải tức là quê quá nó dâm hết chỗ bạc cà tù hình nhã ta đây khác hơn kẻ thế ba năm ba tiếp ba tha mê chỉ bị cha sự nuông mạng của ta ở cái khác ai nhau với cấp bô ca là đi vô. Ta làm sao cho người cho mình được một cái căn bản, một cái tốt đẹp mà quả thật như vậy. Người nghèo đó họ mới nhìn cái cảnh mà người sinh nó có cái đồng cảm hơn. Lúc đó buồn, cái bánh có thể bẻ làm hay được. Còn nhiều khi người giàu đó, người ta đang ăn một cái bánh, người ta gặp người nghèo thì người ta khi thường. Cái này mình cũng phải nói tâm lý thật. Cũng như những cái tâm tư thấy hình bóng của các vị thì người ta mới nhớ đến hình bóng của Phật. Mà người ta cúng như vậy, người ta xem như là một cái điều rất là vui, rất là vui. Còn ngày hôm nay lâu lâu con đi khất thực, chung vừa đi khất thực, Bạch Hòa và Thượng Quyết, Phật tử hay những người quen, người ta dừng lại, người ta hỏi, trời ơi sư phụ mà cũng đi khất thực nữa hả? À, hoặc là những người ta không hiểu với sư phụ đâu, sư cũng đi khất thực nữa, thầy cũng đi nữa hả thầy? Thầy cũng đi sinh nữa hả thầy? Thì lúc đó con đón nhận nghe những cái đó, con cảm thấy nó rất là vui, mà nó cũng rất là tức cười. Nhưng mình cũng hiểu cho họ thôi. Cái họ gần hỏi, ủa sao mà thầy phải đi khất thực như vậy? Thì con nói, ủa xin lỗi, Phật còn đi mà, tôi tu theo Phật thì phải đi. Chứ quả thật mình không có nói được cái lợi ích gì trên, nó Phật còn đi sinh mà. Thì mình nói như vậy để cho họ hiểu. Thì họ hiểu. Còn một số người Phật tử á, mà Phật tử mà kiểu như họ chỉ đến họ quy y, hay là họ đến họ cúng chùa, hay đến họ chỉ lại Phật vào các cái ngày rằm rồi thôi, thì họ nghĩ rằng mình là sư phụ, là thầy ở chùa, là vị trụ trì, là vị thầy lớn ở chùa. Thì họ nghĩ rằng là cái chuyện mà ba cái chuyện đi sinh này, nghĩ chắc là mình, một là mình không có đi để cho mấy vị lớn tuổi, hay là vị nào rảnh rỗi gì đi, thì chính con cũng nói cho Phật tử nghe như vậy. Cái chuyện đi đó là toàn, và cái đi như vậy nó cũng nhắc nhở cho mình là tại tên mình đâu, mà mình nhờ cái hương quả của Phật cho mình đi như vậy đó, họ cảm thấy gần kề hơn. Chứ mình nhìn mình, ví dụ giờ bây giờ mình lớn, mình gặp cái vị trụ trì, có một số vị mà hơi tăng thượng mạng, qua 2-3 lớp, một lớp này vô gặp sư trụ trì, họ có chuyện gì hay không,
nhờ ở đâu xuống mấy đường gì, gặp có chuyện gì. Và như thế thì họ nghĩ rằng họ có những cái chuyện, họ có những cái chuyện mà họ cần, niềm đau nỗi khổ của họ, họ có cần, có cần người chỉ lối, cần người có thể giúp đỡ chia sẻ cho họ thì khó. Thì Kính Bạch Hòa Thượng có nghĩ rằng là cái việc trì bình khất thực của chư tăng nó mang lại rất là nhiều cái điều lợi lạc cho những người, cho đại chúng, mà đặc biệt là cho những người bình dân, cho những người, cho những người mà những người nghèo, chúng ta nói thực tế đi, cho những người nghèo chút xíu, hay là chúng ta nói những người quần chúng chung. Và đạo Phật được tồn tại nhờ trên cái gì? Nhờ trên cái sự đồng lòng, nhờ trên những cái gì? Những bát cơm, những manh áo đó. Mà chúng ta biết xưa thì ở nơi đó nó chỉ là một nhà lá, nay thì nó là một nhà, là một đại tự hay là một cái ngôi chùa lớn. Chứ hồi xưa chỉ là một cái cốc lá, hay là một cái cốc, hay là một cái am nhỏ vậy thôi. Thì cuộc đời này và ngày nay nó là một đại tự đó. Và không chỉ riêng ở Việt Nam chúng ta đâu, ở các nước quốc giáo cũng như thế. Các nước quốc giáo có một số chỗ chỉ là một cái nơi đó là của một số vị, người ta thích, người ta ra, người ta ở chỗ đó, mà chỗ đó nó cũng xa vắng. Rồi sau này bắt đầu thành thị, bắt đầu mới trở nên cải quá, từ từ có như là từ nông thôn rồi nó biến qua cái thành thị thì mới được, mới lớn lao như vậy. Chứ sự thật ra thì có những ngôi chùa thì được vua đứng ra cất, có những ngôi chùa được các cái nhà hào sản hào tâm bỏ tiền ra giàu có cất cũng có, nhưng nhiều ngôi chùa gọi là cái nguyên một cái làng, nguyên một cái xã hay cái phường hay là cái thôn xóm đó thì có một cái chùa đó là ở xa xa làng, ở xa cái làng đó, rồi người ta mới dựng lên một cái đền thờ Phật và các vị đó đến để ở, hay là có một số nhà người ta muốn cất một cái thất như vậy đó, và sau đó thành chùa. Rồi có một số cái sự cải cách của một số vua chẳng hạn như bây giờ mỗi thôn xóm đều phải có một ngôi chùa, thì một ngôi chùa đó thì được một cái sự sắp xếp của vua thì cũng có, nhưng thì cũng nhờ tất cả những cái gì, đừng sanh do bởi nhiều cây, thành công do bởi bằng nhiều bàn tay của mọi người, của đại chúng, của tất cả dân chúng, để hộ đạo, để hộ pháp, để hộ tăng. Đó là sự thật. Chúng ta thấy Phật có bên đau chiến lửa bao thời nay, đã bao đời nay rồi, mà chúng ta biết là một ngày làm của họ phân ra 2-3 phần, trong đó có một phần cúng cho tăng, cúng cho tam bảo, nghèo vô cùng nhưng cũng một muỗng cơm, cũng một bát nước, cũng một mảnh vải để cúng tam bảo. Thì chúng ta thấy ở các nước quốc giáo đó, nó được hình thành trên một cái sự khất thực này là một điều căn bản. Và các nước Nam Á cũng vậy, sự thật ra mà nói được thì các ngôi chùa nó là một cái sự che chở, nó là một sự gần kề của những người thường dân, chứ không, chúng ta không nói riêng với các nước quốc giáo. Đông Nam Á thì nó rất là đặc biệt rồi, nhưng điều các nước Nam Á, nếu chúng ta xét kỹ về cái sự sinh hoạt thì họ cũng có một cái sự dây nối liền gần gũi với cái quần chúng, và xuyên qua cái gì tức là họ, thay vì chúng ta gọi đi khất thực thì họ gọi là đi hóa duyên. Đi hóa duyên tức là đi đến, có thể người ta có thể giúp cho chùa một cái miếng gạo, một cái thau, cái tô, hay là cũng một cái bắp, một bịch đường, một hộp sữa gì đó, mà chúng ta gọi đó là cái hóa duyên thì cũng được. Nhưng phải nói rằng là trên hình thức mà khất thực, hình thức mà để mà gần kề đối với xóm làng thì điều này chắc chắn rằng rất là hiệu quả, rất là tốt đẹp. Và phải nói rằng cái việc mà các vị xuất gia nên thường xuyên đi khất thực. Ở Việt Nam có một số người giả, có số nó cấm. Nhưng thì khi các sư về chùa con nó khẳng định các sư cứ đi khất thực.
Con khuyến khích các vị cứ đi khất thực, đi từ đây ra về đó, đó. Tôi bảo đảm với sư, ai có nói cái gì, có hỏi hay cái gì, tôi chịu trách nhiệm, tôi xin đi tận nơi, đứng như trách nhiệm trụ trì. Tôi nói với sư, nếu với sư này ở chùa tôi chứ không phải là sư thầy, giả dối đội lốt tôi mà đi mà làm tầm bậy tầm bạ, thì chính con quý vị như vậy, con không sợ chuyện đó. Còn thì kính bạch bồ thượng, con rất thích để mà đi khất thực, và con cũng rất thích chư tăng đi khất thực. Ngay cả ở chùa con là hàng tháng ấy, là ngày sáng ngày mùng 1 5 giờ Phật tử bắt đầu tập trung lại để tụng kinh Tam Bảo, rồi để xin giới ngồi thiền, sau đó 6 giờ ra đặt bát cúng dường cho ngày 15 đầu tháng và giữa tháng. Mà năm năm nay, con chờ 5-6 năm nay, từ khi mà con mở cái sám hối, mở đạo, dạy học và thuyết pháp, giảng đạo thuyết pháp, và con làm thực hiện cái đó, con không có mặt ở nhà thì cũng phải làm vậy, cũng tới giờ cũng làm như vậy. Dạ thì cũng tức là nếu như mà không đi ra ngoài, các vị không đi ra ngoài nó được nhiều thì ít nhất thì cũng phải ôm bát để giữ cái bát, để giữ cái đó. Và ngay cả chính con bạch bồ thượng là những vị nào ở chùa con là ăn trong bát, ăn bát có nghĩa rằng cái bát nó thay cho cái chén, cái dĩa, giữ cái bát tức là cái bát đó chính là cái miệng. Có nói với cái sư mà cái gì cái cũng phải là dùng cái bát ăn chứ không có dùng chén tô nữa ha. Thì theo cái đó là bởi vì con thích trên cái hình ảnh khất thực, hình ảnh cái ăn bát của các sư. Và rồi đó có thể các sư dùng muỗng, có thể dùng đũa trên cái bát, nhưng tất cả thức ăn đều từ bát mà đưa vào miệng. Dạ, chính là con ngày hôm nay cũng vậy, con có mặt hàng của mình các chùa, và ngay cả bây giờ ở bên Bủ Đức cũng vậy nữa. Con cũng sắp xếp cho các chư tăng và túi tu nữ ăn như vậy đó. Quý vị ăn như vậy, quý vị sẽ thúc đẩy mình quay về hơn. Tuy là nó hình thức, nhưng điều mà mình cũng ăn khác, mình cũng mặc khác người, ăn khác người. Và đây chính là cái ý của con là vậy. Nếu có địa chỉ cần bổ túc thực kinh khúc, kinh khúc tình bất thượng, Nam Mô Bổn Thầy Giác. Sa thủ kính trình Thượng tọa Thượng Quyền. Thượng tọa Thượng Quyền, nhân những điều Thượng tọa vừa nói đó, muốn hỏi Thượng tọa một điều là ngày nay ở tại các quốc gia mà tương đối phát triển nhiều về kinh đó, thì Phật tử giàu có mà chùa chiền cũng giàu có. Do đó cái chuyện mà những người Phật tử nghèo để mời chư tăng một bữa cơm thì tương đối rất là khó. Thí dụ ở Đài Loan mà mỗi lần về lễ trai tăng ấy, thì thường là một đại gia hay là một nhà có tiền lắm đó, họ mới bỏ ra nhiều tiền lắm họ mới làm lễ trai tăng được. Còn trong khi ở tại các quốc gia Nam Tông đó, thì người cư sĩ họ ăn cái gì thì họ có thể chia sẻ điều đó với chư tăng khi dân đi khất thực, nghĩa là vật thực nấu chín có sẵn trong nhà họ có đem ra họ đặt trong bình bát với chư tăng. Thì những người họ rất nghèo, kể cả một em học sinh thì cũng thể mang thực phẩm đặt vào trong bình bát với chư tăng. Thì cái nhìn của Thượng tọa dựa trên cái kinh nghiệm sống rất thật á, là cái sự nhường cơm xẻ áo, cái sự chia sẻ của người cư sĩ những bữa ăn hàng ngày trực tiếp đối với chư tăng, và một cái đời sống tôn giáo mà tương đối phong phú về vật chất như Nhật Bản ở Đài Loan á. Phật tử đến chùa thì thường là chỉ cúng một thùng phước xương, hay là chỉ cúng tiền qua bằng công đức thôi, mà rất ít khi có dịp để mà cúng dường thực phẩm trực tiếp đến chư tăng ni đó. Thì hai cái liên hệ đó đó, đối với Thượng tọa, điều nào Thượng tọa thực sự mong mỏi rằng nó tiếp tục tồn tại với Đạo Phật? Là ý muốn nói rằng một cái sự chia sẻ của người cư sĩ, tuy rằng nghèo, tuy rằng bình dân, tuy rằng cuộc sống rất là bình thường, nhưng mà có thể đem những cái thức ăn mà mình nấu cho gia đình để cúng dường một người bác chư tăng. Và so với là những cái buổi trai tăng mà được tổ chức một cách quy mô trọng thể, thì
trong cái nhìn của Thượng Tọa thì Thượng Tọa mong mỗi điều nào tiếp tục tồn tại với Phật Phật pháp trên thế gian này, xin kính thỉnh Thượng Tọa. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, quý vị nghe nói rõ. Dạ, kính bạch Hòa Thượng, kính thưa toàn thể đại chúng. Có thể nói rằng kính bạch Hòa Thượng con đã làm cái trực tiếp. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng là ở trong cuộc đời này, lâu lâu chúng ta ăn một cái bữa ăn nó thịnh soạn, thì chúng ta cảm thấy rằng, chúng ta nghĩ rằng chúng ta ăn ăn hoài được à? Không. Ở trong cuộc đời này, những bữa cơm, cứ những bữa cơm bình thường vậy mà nó, chúng ta sống qua đời. Chứ còn chúng tôi đang ví dụ như bây giờ chúng ta ăn đồ người Việt mà ăn đồ Tây, lâu lâu thì ăn cái đồ Tây thì nó lạ lạ miệng. Thì cũng như là cái sự cúng dường trai tăng lâu lâu là nó có lạ như vậy. Còn nếu như mà đặt một đại loại các nước mà tiên tiến thì cái sự cúng dường nó làm bằng một cái hình thức rồi, nó không có bằng một cái ý nghĩa. Mà ý nghĩa lớn lao là cái gì? Cái trai tăng ngày hôm nay, cái trai tăng chúng ta bày ra cái chuyện phải cúng y áo, phải cúng tứ sự, phải cúng vật dụng này vật dụng nọ, chứ sự thật là cái chữ trai, trai đây chính là trai vạn, tăng tức là cúng dường đến tăng những cái thực phẩm thức ăn. Một cái bánh củ khoai chúng ta đặt vào bát chư tăng ni bát, ý đăng quá tâm mê vui chân a sơ quắc khai gia quá hằng hồ thú, công đức này đến quyến thuộc của con, đến cho ba cho mẹ chúng con, đến cho người thân của chúng con. Khi chư tăng làm đúng pháp, xin cho ước nguyện của ngươi được thành tựu, cầu xin cho các quả lành, cầu xin cho những cái điều mà thí chủ cầu nguyện được thành tựu. Từ nhờ cái phước cúng dường đó, quyến thuộc của chúng ta nhận được. Còn cái việc trai tăng, xin mở ngoặc đóng ngoặc, chúng ta làm đúng pháp. Chứ nào là chúng ta làm chạy theo hình thức nhiều quá thì coi là lớn lao, thì làm vừa lòng đối với những chúng sinh thành A-tu-la, thấy họ vui. Chứ sự thật ra để mà hưởng hưởng cái phước chưa chắc. Một cái bánh củ khoai mà chúng ta cúng dường tăng mà vô phân biệt, quyến thuộc hưởng được. Còn một cái vật phẩm rất là trọng quý, hay là rất là nhiều người ở đó danh tiếng lỗi lạc mà chúng ta mong muốn, chưa chắc cái sự phân biệt của chúng ta. Chúng tôi cũng ví dụ như 1 tỷ từ thiện không thể quyến thuộc được, nhưng 1 đồng cũng tăng đến quyến thuộc. Chúng ta đừng có suy nghĩ là chúng ta đi từ thiện cái như vậy chúng ta hướng tâm đến quyến thuộc mình, cái chuyện nào ra chuyện đó. Chỉ có đặt khi na đa nái, chỉ có hình bóng của tăng già mới chuyển tải, mới che chở thôi. Còn đây là quý vị phải nhớ điều đó. Còn 1 tỷ từ thiện kia chúng ta làm, chúng ta có cái phước cá nhân của chúng ta ở đời sau. Còn cúng dường đến tăng, quý vị mua 1 đồng một bộ củ khoa cúng dường tăng và quyến thuộc của chúng ta hưởng được. Có những cái nó gì biệt thì cũng vậy. Cái việc mà cúng dường nhưng một bữa ăn mà ở cái nước quốc giáo nó hay chứ, ăn cái gì, một gờ mên cơm đem vào một gờ mên cúng cúng cho tăng, hay là thử con hay tổ chức chơi nhiều khi các Phật tử không biết hết đó. Cứ vào cúng dường, ok, quý vị đừng phải chuẩn bị bao thơ tiền của gì vật dụng gì, quý vị có ngày hôm nay như chúng ta gọi là đặt bát cúng dường đó. Chúng ta đặt bát cho chư tăng cúng dường một ngày đó, coi như mình làm phước cúng dường cho chư tăng một ngày đó là đủ thôi. Thì đó cũng là trai tăng đó chứ. Câu chuyện mà trai tăng được mở ngoặc đóng ngoặc là cái chuyện mà nó quá là lớn, thì rất là mệt mỏi. Và kính thưa quý vị, cũng như con và kính bạch Hòa Thượng, với Thượng Tọa Pháp Tân cũng đang đi chuyến quần pháp dài cho đệ tử cúng dường chưa tăng vô phần nguyện, ai cũng như ai hết, biết bao nhiêu lần, biết bao nhiêu dịp, biết bao nhiêu cách mà chúng ta cúng cho cá nhân, mà tại sao chúng ta tắt bạch cúng dường đến đại tăng
mà chúng ta phân biệt vị này được phần này, vị này được cái phần khác, là tự quý vị đã lập sai. Mà đó đó, con dạy cho họ như vậy, đừng có phân biệt gì hết, cứ cũng đồng nhất. Còn cái mà quý vị muốn muốn đặc biệt cho vị nào vào những lần khác, tại sao không làm mà ngay giờ này đi làm vậy? Sao mà uống vậy? Sao mà bỏ qua một cơ hội lớn? Đây là chính là con chỉ dạy như vậy, tất cả đồng điều mà chỉ đó, mà cái phước báo đó chính con cũng thực hiện luôn. Thí dụ mình trước khi đó con lên con cúng dường, con cần một cái gì đó mà nó riêng biệt rồi thì con làm trước, theo con làm sao đến khi đại chúng tăng đó con làm đồng điều hết. Con cũng tập như vậy để làm chi? Để mình có cái phước, mình biết cách làm phước để mình trọn phước. Còn Phật tử chúng ta nhớ một điều này, đấy là cũng chia sẻ mà nó cũng là Phật pháp đó quý vị. Cái sự cúng dường mà hưởng để hưởng được đó. Mà thì hôm nay mục đích nói đến cái vấn đề đặt bát cúng dường, thì chúng ta đặt bát nó đồng nhất đi. Cái vị này hòa thượng, vị này sư này tôi quen, vị này trụ trì, vị kia hòa pháp sư, vị kia là sư phụ tôi, là thầy tôi quen, là sư tôi quen. Trời ơi, cúng cửa là quý vị biết là quý vị cúng cá nhân chuyển thí rồi, mà cần thiết như vậy biết bao nhiêu lần gặp, để chút xíu vô thì cúng đại tăng cũng bình thường hết trơn. Còn cái phần này đặc biệt thiên lát gặp đó thì cúng không, cũng như là cúng như hình như là họ muốn rằng họ tự muốn phân biệt ra vị mà họ thân mới được có nghe, còn vị khác thân cũng như tôi không có làm như vậy, thì cái đó tức là chúng ta làm bằng cái sở tâm sở ngã của mình thì rất là uổng tiếc. Dạ, mà khi chúng ta cúng dường như vậy nó không có phân biệt, và cái sự cúng dường như vậy nó cũng mới là ý nghĩa của cuộc khất thực, nó rất là lớn lao. Thường thường cái việc mà cúng dường phân biệt kinh, nhiều khi một số vị không cẩn thận chuyện này, cúng dường cho vị này hòa thượng này, thiền sư này, vị tam tạng kia, dẫu cho vị tam tạng đó có phước lớn, vị thiền sư phước lớn, nhưng chúng ta phân biệt ở giữa đại tăng là phước chúng ta nó giảm. Cái điều này phải nói thành thật, bởi không hiểu được lý Phật pháp cho đó rất là uổng, rất là tiếc. Chẳng hạn như đặt vào bát các ngài thì mình cúng dường như vậy thì cúng dường lợi ích lớn cao cả, còn biết bao nhiêu cái điều kiện, biết bao nhiêu cái dịp, biết bao nhiêu cái điều kiện để chúng ta cúng dường một cách riêng biệt, và hay là chúng ta đặt vào bát các ngài cũng vậy. Cho nên phải nói rằng là cái việc mà trai tăng để mà làm một cuộc thí lớn, nếu như một cuộc trai tăng đó là cuộc đại thí mà do cả thải đại chúng đồng tâm đồng vận đồng lực cùng nhau làm thì nó là một chuyện khác. Còn một người đứng ra nó là một cuộc lễ trai tăng, nó mang tính cá nhân rồi đồ nó lớn lao như thế này, lớn lao như thế kia, nhưng phải nói rằng là cũng chưa chắc bằng, phải nói chưa chắc bằng là một cái sự cúng dường chỉ một cái gầm ếch cơm, chỉ một cái miếng canh, chỉ một miếng cơm, miếng canh, miếng vật thực, miếng đồ ăn. Nhưng họ làm một cái tâm, tức là cái gì nuôi dưỡng nguồn mạch của tâm già, mà đó chính là trai tăng đó. Chính là trai tăng đó. Và cũng như cái đó chúng ta nhớ là cái đó kia, nhớ miền quê mình là sống bằng chân tình đó. Sống bằng cái chân tình, ba rau cải gì đó, nhưng điều nó lại là cái nguồn mạch nuôi lớn ta bao đời. Còn phải nói rằng được nem lon chả phượng chỉ ăn qua miệng thôi. Cái ví dụ đó là cũng như một buổi lễ trai tăng thì thấy nó lớn lao, là thấy nó được cái điều này điều kia, được Phật này Phật nọ, nhưng hàng ngày như mỗi ngày, từng bước trong cuộc đời đó vẫn là như thế. Và đạo Phật bao đời nay cũng vậy, chuyển tay chấp nhận tất cả những cơn sóng dồn dập và những cơn sóng, và ngay cả cho đến lúc cạn nước cạn mực, rồi đến lúc vơi lúc đầy, thì tinh thần
cái tinh thần vào đời và giá trị giáo lý nó cũng là như thế. Cho nên dầu người ta có ghét Phật giáo, dầu người ta có bài xích, dầu người ta có chặn, người ta có đàn áp như thế nào, như lịch sử Phật giáo thế giới đi qua hay lịch sử Phật giáo Việt Nam đi qua, thì Phật giáo cũng vẫn tồn tại, chứ không thể nào mất được. Bởi vì cái giá trị hộ đạo hộ pháp đó trong lòng của mọi người, chứ không phải đi xa. Tức là trong lòng của mọi người đó có một hình bóng Phật Đà, trong lòng người đó có hình bóng của tăng già, có sự hiện hữu của nhân quả. Cái này là thật. Thì cái mệnh của thượng đây chính là cái ý nghĩa của chính con là như vậy. Cũng là một câu rất tế nhị. Nếu có điều gì mà cần giải thích để bổ túc thì cứ kính cung thỉnh hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thủ kính trình Thiên Tập Trung Quyền. Thưa Phật tử, tiếp theo lời của Thiên Tập Trung Quyền, chúng tôi cũng xin nói thêm đôi điều, đó là nếu mà cả hai giới xuất gia và tại gia đó, mà hiểu rõ lời Đức Phật dạy, làm theo lời Phật dạy đó, thì hành đi khất thực rất là đẹp. Đẹp về hình thức cũng như là về ý nghĩa. Người xuất gia mà sống đi khất thực để học hành khiêm tốn, khi mà nuôi cái tâm nguyện rằng cuộc sống của mình tùy nơi người cư sĩ, tùy nơi kẻ thế. Một người xuất gia đúng nghĩa không có cao ngạo, thì người xuất gia đúng nghĩa không có cao ngạo. Và Đức Phật dạy sống bằng hạnh khất thực để diệt trừ sự cao ngạo đó. Nếu mà mình ngày hôm nay mà người xuất gia mà có chùa to lớn, có tiền bạc, mà sống dư giả, mà nghĩ rằng tự đắc tự cao đó, là chúng ta quên đi cái lời dạy chân thật của Đức Phật. Lời dạy của Đức Phật dạy rằng một vị tu sĩ luôn luôn phải tâm niệm là cuộc sống của mình do người cư sĩ ủng hộ, mình sống được khiêm tốn, có chuyện gì cao ngạo việc đó hết. Và có một lần Đức Phật này dạy một lời nói chí thiết cho Chư Tăng là: này Chư Tỳ Kheo, trong các nghề mà tầm thường nhất, hạ liệt nhất, đó là nghề đi ăn xin. Nếu vị Tỳ Kheo mà đi khất thực, mà sống để duy trì cuộc đời phạm hạnh, thì như vậy có ý nghĩa. Còn nếu mà đi khất thực mà không có tu, thì không khác gì nghề ăn xin hết. Và điều đó, đó, nó trở thành mình là một người thấp hèn. Nếu mà sống bằng cái bằng cơm bánh của đàn tính mà không tu tập thì giống y hệt ngạn sinh thôi. Đó là Đức Phật dạy Chư Tỳ Kheo như vậy. Và nếu mà quý Phật tử mà có dịp về các quốc gia Phật giáo đó, thì chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh rất là đẹp. Mỗi buổi sáng, ngày nào cũng vậy, 365 ngày trong một năm, Chư Tăng đi khất thực trên đường. Có những người cư sĩ rất nghèo, nghèo lắm kìa, nhưng mà họ vẫn có thức ăn hàng ngày, và họ lấy một phần thức ăn của họ để cúng dường cho Chư Tăng. Chư Tăng đi vào trong làng, trong xóm, đi rất trang nghiêm, y trùm kính mình, im lặng, từ tốn. Phật tử ra dấu, Chư Tăng mở nắp bình bát ra, Phật tử đặt cơm vào bình bát. Cả Chư Tăng và Phật tử, người cúng dường, người thọ nhận cúng dường đều trân trọng nắm xôi đó, trân trọng củ khoai đó, trân trọng trái chuối đó. Không phải vì nắm xôi, trái chuối, củ khoai đó là nó mắc tiền hay rẻ tiền, mà điều quan trọng đó là những thứ đó là một cái lễ phẩm từ cái tâm rất là trong sạch. Và vị tu sĩ khất thực là để thọ nhận sự hỗ trợ của quần chúng, sống không xa rời quần chúng. Quần chúng họ ăn uống cái gì, họ chia sẻ với mình cái đó. Và trở về ăn uống mà không có cần phải đòi hỏi là cao lương mỹ vị, phải cái này vừa ý mình, cái kia vừa ý với mình. Thứ vì chúng tôi cũng bị bệnh tiểu đường, nhưng mà như vậy là chúng tôi không có bao giờ mà hoan hỷ với đời sống của một vị tu sĩ.
mà quá chú trọng về dưỡng sinh. Dạ, phải ăn kiểu này, ăn kiểu kia, ăn thực phẩm này, ăn thực phẩm kia. Đời sống đó không có hợp với đời sống của vị tu sĩ Phật giáo. Căn bản của tinh thần tu Phật giáo là sống bằng những gì những người cư sĩ chia sẻ cho mình. Thế là mình phải nói thẳng như vậy. Và đi tu không phải là một cái kiểu sống, một cách sống đặc thù, một cách sống biệt lập, một sống sống xa rời quần chúng. Mà đi tu đơn giản là nhận cái sự hỗ trợ quần chúng từ cái gì mà họ có sẵn, họ vốn có, họ đem vào chia sẻ. Và hình ảnh rất đẹp. Vì xuất gia đi chân không vào phóng sớm, không có lòng cao sang. Cao sang cái gì với sự đi khất thực. Nhưng mà người cư sĩ đó, thì khi cúng dường cũng bỏ giáp ra, và cư sĩ cúng dường bởi sự tôn kính. Và vị tu sĩ nhận thực phẩm trong sự im lặng một cách rất là trân trọng. Chúng tôi không phải một lần, mà rất nhiều lần trong cuộc đời đi khất thực. Rất nhiều lần trong cuộc đời đã đặt mình bát vào trong chư tăng khất thực. Và đã từng đứng trên đường nhìn những cái hàng dài hàng ngàn chư tăng khất thực. Ở trong lòng hoan hỷ vô cùng. Đó là sự tồn tại của chánh pháp trên thế gian này. Khi mà người đi khất thực không cầu xin ê a, ông đi qua bà đây là làm ơn cho, chứ cái này làm ơn cho, chứ khóc, chỉ đi bằng sự im lặng. Và chỉ vật thực thôi, vật thực độ nhật thôi. Nhưng vật thực được trân trọng bởi người cho và người nhận, bởi người xuất gia và người cư sĩ. Không phải ở chùa mà có đồ ăn, chư tăng vẫn có thể có đồ ăn ở chùa được. Nhưng mà không, chư tăng vẫn đi khất thực, vẫn đi vào trong sớm. Người cư sĩ đó không phải chỉ người giàu mới tổ chức những lễ trai tăng quy mô được, mà ngay cả những người rất là nghèo, những người lao động, kể cả các em học sinh với một ít tiền quà bánh cũng thể mua cái thực phẩm đặt vào trong mình bát với chư tăng. Có cái gì đó rất là gần gũi, có cái gì đó rất là mật thiết, có cái gì đó đầy đạo vị, đầy sự chia sẻ. Nhưng một chia sẻ cái thực tế, không phải là một cái buổi trà đàm có tính cách là nhật, rất là nhật, hay là một cái buổi đi chơi có cách du ngoạn ở bên ngoài, mà đây là một đời sống rất là thật. Rất thật thưa quý vị. Một em bé buổi sáng đi học, mẹ cho tiền quà bánh, nhưng mà em được giáo dục. Em dành một ít tiền đó mua một gói xôi đặt vào trong mình bát với chữ tăng. Một bà cụ đang quét sân, nhưng mà để sẵn một cái gà mên, cơm hay là xôi trong nhà, chữ tăng đi ngang lấy cái muỗng múc ít đặt vào trong mình bát vị này, rồi tiếp đặt mình bát vị kia. Một muỗng cơm thôi, một nắm xôi thôi, chữ tăng cũng đứt lại và cũng nhận thực phẩm. Nhận đủ rồi, chữ tăng về chùa để thọ thực. Thứ thật với Phật tử chúng tôi gì thì đã rất đẹp. Chúng tôi đã ăn cơm khất thực, đã lớn lên trong nền văn hóa như vậy, để từng sống những tháng ngày như vậy. Và cho đến hôm nay ở Mỹ, chúng tôi định là cuối năm nay hoặc là đầu năm tới, chúng tôi trở về Biên Điện làm phước. Nhưng mà chúng tôi biết chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có những buổi sáng ở lại Lào hay là ở tại Thái Lan, ở tại Biên Điện, để làm cái công việc mà chúng tôi vẫn thường làm. Đó là đứng buổi sáng, đi ra nhìn một cái hàng dài, cả hàng trăm hàng ngàn chữ tăng. Bởi vì thưa quý vị, ở bên Mỹ đó, mà chúng tôi thỉnh được 30-40 vị sư đến chùa như Bù Lan này, 14 tây tháng này, để thỉnh 18 vị đến để cúng dường mình Đức Đại Bác. Thật sự đó là một cái sự mời thỉnh cũng rất là hoan hỷ rồi. Nhưng mà cái con số 18, 20, 25 vị ở đây không nghĩa gì với cái con số cái hàng trăm, hàng ngàn vị mà mỗi buổi sáng đều có, không cần tính. Chúng tôi đã từng có mặt ở Lũng Rà Păng, ở Chiang Mai, ở Bagan, là buổi sáng cứ ra đứng đó thôi. Dạ, đứng ở ngoài, có người chuẩn bị sẵn mình mua lại rồi mình đặt vào bình bạc chữ tăng. Rất là hoan hỷ. Vì vậy, thưa quý vị, ông Bà La Môn ông nói rằng ông là khất sĩ, Đức Phật là khất sĩ. Như vậy gì khác biệt giữa ông và Đức Phật? Thì Đức Phật ngài nói rõ, không phải đi sinh tăng mà đáng gọi là khất sĩ. Và nếu chúng ta hiểu chữ Hán thì chữ sĩ không phải chỉ là người thôi. Ngày hôm nay ai cũng là sĩ được, nhưng mà ngày xưa người Trung Hoa gọi là kẻ sĩ. Kẻ sĩ tức là một người có một cái tư cách do họ có
một cái tinh hoa gì đặc biệt, như là y sĩ, như là thi sĩ, như là học sĩ. Thì chữ sĩ mà trong chữ khắc sĩ, chữ sĩ đó nó là nghĩa của chữ kẻ sĩ, ở đây chỉ cho đời sống sa môn, một người tu tập tự nguyện từ bỏ những sinh kế thế tục, sống bằng chánh mạng khất thực, và vị này trở thành một khất sĩ. Thì định nghĩa như Đức Phật, đi ăn xin không gọi là khất sĩ, chiếc áo không làm nên vị thầy tu. Và Đức Phật ngài còn đề cập đến một cái thế giới cao viễn, một cảnh giới cao thâm, là một người sống phạm hạnh để vượt lên trên tất cả những thiện ác, đi lại với cuộc đời này bằng trí giác, bằng tuệ giác, thì người đó mới gọi là một khất sĩ đúng nghĩa. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của lớp Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trương chư tôn đức đã vào rung để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Ngày mai thì quý vị, chúng ta sẽ có môn tương bộ và vị giảng sư là Thượng Tọa Pháp Đăng. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Nam mô Bổn Thầy nhá. Và chúng con kính tri ân Hòa Thượng Giác Đặng đã đúc kết bài học ngày hôm nay. Con Nguyên Xuân thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trình trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, không tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật.